Con nghĩ là chắc ngoại này cũng hơi lớn tuổi rồi, để hỏi một vài câu. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại ngoại bán gì không ngoại? Bán me nè. Me hả ngoại? Dạ. Ngoại cho con xem mặt cái được không ngoại? Chi? Dạ ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Bảy mươi mấy rồi. Dạ 70 mấy ngoại, 75 hay 79 ngoại? 72. 72. Dạ me này là của ngoại mua ở nhà. Me hay ngoại đi hái? Dạ me nhà mướn ta bẻ. Dạ bây giờ 1 ký ngoại bán bao nhiêu ngoại? 50 hả? Dạ. Ghẻ vậy đó hả ngoại? Còn nếu bình thường nếu hết mùa me thì ngoại bán gì? Hết mùa me thì bán gà dịch đến nhà nuôi á. Dạ. Đám chỗ á. Dạ. Bắt chợ bán. Dạ. Ghẻ cho nó có tiền hơn. Dạ. Có lời con. Tân không có lời con ơi. Dạ. Như mình làm giùm ta. Dạ đúng rồi. Dạ mua đi bán lại thì không có lời nha. Mà ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Lo cho hai bà chị già. Dạ. Không có chồng con. Dạ. Vậy là ngoại có gia đình không? Có dạ. Gia đình mà cũng khổ. Cái gì cha mẹ ở luôn, cha mẹ được hơn 100 tuổi mới mất. Dạ. Rồi bây giờ tới hai bà chị cũng mã bệnh. Dạ. Ừ, mà bà thì gần 80. Trời, giờ gần 80. Bà thì 80. Bà thì mấy mấy nè. Dạ. Bà này nhỏ nhất hoạt động thấy mẹ luôn. Dạ. Đang nuôi hai bà đó chứ còn sao. Dạ. Thì con cháu của ngoại thì lớn hết rồi hả ngoại? Lớn hết đi làm. Dạ. Dạ dạ. Mà được 3 đứa cháu. Dạ. Đứa cháu ngoại, 2 đứa cháu ngoại, gái không? Dạ, gái không ạ. À. Còn trai thì cháu ngoại bạn trai. Dạ. Mà ông ngoại còn không ngoại? Mất luôn. Dạ mất luôn rồi. Mất rồi 2017. Dạ. Là bây giờ một mình ngoại là gồng gánh. Hai người chị là không có gia đình. Không có gia đình. Dạ. Từ nhỏ tới lớn luôn. Mà đang bị bệnh gì vậy ông ngoại? Bệnh mà phổi. Phổi. Mà một người bị tim. Tim. Dạ. Thì vất vả cho ngoại quá. Bởi vậy chợ gồng gánh có khi ở chợ này nè, người ta cũng thấy ngoại khổ vậy đó. Dạ. Người ta cũng cho gạo. Dạ. Mà bình thường một ngày ngoại bán cái này á, nếu mà bữa nào mà hên thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Dạ có nhiêu đâu con, cũng có nhiêu chứ, ít chục ngàn ha. Có mấy chục ngàn không ngoại? Ừ. Mà là một ngày thôi đó hen. Mà đâu phải mỗi ngày đâu, lâu lâu thì mướn người ta bé mày. Dạ. Năm nay có cái xịt có một cây một. Dạ, là bữa nào có thì mình mới bán nha. Có đi. Dạ, còn gà vịt thì nuôi phải bự thì mới bán. Ừ, hai gao vườn rồi bán bảy bạc của dạ. Vậy là ngoài hái thay gao thêm nữa ha. Ừ, dạ. Gao này của bà này. Dạ. Bữa nay ngoài có nhiều đây. Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Dạ. Thì hôm nay dạ. Bữa nay con chia sẻ với ngoại như thế này nha. Ừ. Dạ. Ngoại đợi con chút xíu nha. Con từ đâu? Con thì cũng ở Vĩnh Long. Dạ hả? Nhưng mà con thì ở tại phường 9. Dạ hả? Dạ, chứ con không có ở dưới huyện này. Dạ. Thì hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép là cô chú Phụng là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Thì của ít lòng nhiều. Trời ơi, mấy ngoại cảm ơn con dữ lắm. Dạ. Nhưng mà con dạ. Mà chỉ nói thôi là ngoại cảm ơn dữ lắm. Dạ. Cô chú Phụng sẽ tặng cho ngoại 1 triệu. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Trời ơi mừng lắm con. Dạ đây là 1 triệu của cô chú Phụng. Con có số điện thoại hay địa chỉ gì không mà dạ. Phải cảm ơn. Dạ gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Dạ nhưng mà tấm lòng của cô chú Phụng là cũng mong muốn á là cái phần quà này sẽ đỡ được cho ngoại cũng như là chị của ngoại trong khoảng thời gian sắp tới. Bao nhiêu cái me bà bạn? Hả? Me này 30. Dạ. 30 cái me sống. Đâu me mắc gì vậy? Đâu mắc, không mấy hôm nay. Dạ. Me ngon quá mà. Dạ. Cái này ông ngoại hốt cho mình vừa đó chị. Dạ. Dạ chấm được anh chú ăn không? Dạ. Chú ngon bữa nay. Dạ. Me này me chua hay không ạ? Dạ. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà của cô chú Phụng ngoại cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm con. Dạ. Mừng dữ lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với cô chú không? Cô chú dạ cô chú Phụng là tặng cho ngoại đó. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Dạ. Cảm ơn mà nhà tài trợ. Dạ. Với nói vậy con không biết vô nghe không con? Dạ nghe cô chú sẽ xem. Cảm ơn cô chú nhiều. Được tấm lòng của ngoại. Cảm ơn suốt cuộc đời này. Dạ.
Ngoài ơi, ngoài cho con hỏi thêm một cái nữa. Ngoài có bên đạo Phật không? Có ạ. Dạ, mà từ đó tới giờ ngoài có thích nghe kinh hay là thích nghe giảng pháp không? Có ạ. Nhưng mà ngoài có cái máy đó không? Không có. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoài một cái máy nghe giảng kinh Phật nghe. Dạ. Đây ngoài lấy giùm con một cái nha ngoài. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Ngoại nhắn gửi gì cho chú Chí không? Chú Chí hả con? Dạ chú Chí ở Mỹ. Nam Mô Di Đà Phật à. Có mà nhà hảo tâm của chú Chí nha. Cảm ơn nhiều. Dạ ngoại xúc động, thương ngoại lắm. Sao ngoại giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Dạ mua bay bán đắt trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dạ con xin phép nha. Cảm ơn cám nhiều. Dạ rồi con xin phép. Chào ngoại. Cháu tên Minh. Dạ. Thì có số điện thoại gì không? Kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Dạ. Nếu có duyên thì ngoại sẽ gặp con trên đó ha. Xin phép chào ngoại. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại chợ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của cô chú Phụng là em sẽ dùng tiếp 10 triệu của cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì em còn giữ của cô chú đâu đó là hình như là hơn 35 triệu nữa. Thì em sẽ xong tấm lòng cô chú. Ngoài ra thì em cũng sẽ xin phép anh Chí, Nguyễn ở tại Mỹ là em đang quải trên đây là những cái máy nghe pháp, máy giảng kinh. Thì em cũng sẽ xin phép anh Chí gửi đến cho những hoàn cảnh lớn tuổi theo như nguyện vọng của anh, kèm với phần quà của cô chú Phụng. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Xuân Hiệp chung với em. Đây là một trong những cái ngôi chợ mà em cũng chưa quay bao giờ. Bác năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi bác? Dạ, hôm nay 76 tuổi rồi. Dạ, con mời ông nội qua đây à. Dạ. Bây giờ một ngày thì ông nội bán được bao nhiêu tờ? Dạ, bán có 120 tờ. Dạ, bây giờ sức khỏe ông nội như thế nào? Sức khỏe thì ông thì cũng bữa bệnh thì bán được rồi, ông bệnh nhức đầu là nhiều nhất. Dạ, ông nội cho con xem tóc cái đi ông nội. Dạ, ông nội bán như thế này thì ông nội có lo cho ai không? Dạ, có hai vợ chồng già. Dạ, con cái lớn hết rồi không nội? Dạ, có thằng con mà nó ở riêng. Dạ, bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi ông nội? Bà năm nay 73. 73 rồi. Còn làm gì nổi không ông nội? Ông có mạnh chân là nó bán món quán cà phê nước đá. Rồi dạ. Giờ là trường học, ngay cửa trường học, cái dạ. Trường học bây giờ nó cho vô bán hết rồi mình bán được. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Rồi hôm nay thì gặp ông nội là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép hai nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho ông nội phần quà nhỏ nhỏ nha. Dạ, dạ cảm ơn. Của ít đồng nhiều. Dạ. Cô chú ấy chúc ông nội giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua may bán đắt nha. Với tấm lòng của cô chú. Dạ. Thì cô chú tặng cho ông nội 400 ngàn. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Bữa nay ông nội nhận được phần quà này, ông nội cảm giác như thế nào? Dạ, tôi ở ấp Hòa Lộc, ở đây Vô Nẵng có cái trường học. Dạ, ông nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ, cảm ơn với chồng cháu, cảm ơn với cô chú Phụng. Dạ. Tôi rất cảm ơn. Cảm ơn ông nội. Ông nội cho con hỏi thêm một cái nữa nghe, ông nội có bên đạo Phật không? Dạ, đạo Phật. Dạ, mà ông nội từ đó giờ có thích nghe kinh hay nghe giảng pháp dạ, không? Dạ, cũng có. Nhưng mà ông nội có cái máy không? Dạ, ông nội có cái cháu nó có mua cái máy cũng có để nghe. Dạ mà cái máy còn nghe không ạ? Dạ nghe. Dạ. Nghe tối giờ nào cũng nghe kinh. Dạ. Muốn nghe kinh Phật thì mình đọc để kinh Phật, còn dạ. Nghe kinh bên đạo Cao Đài á thì dạ. Có. Ông nội dạ. Giữ sức khỏe nghe. Dạ. Dạ mua bài bán đất. Xin phép chào ông nội nghe. Dạ. Nói dạ. Dạ. Gửi lời thăm con chú nha. Dạ, cảm ơn ông nội. Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Nội bán gì vậy nội? À nội bán đó. Rau củ nè nội ha. Bữa kiếm về là được 50 ngàn đủ một kg uống à. Kiếm có 50 ngàn nha nội. Dạ lời ít lắm, 1 kg lời có 1.000 bạc à. Dạ. Bái mì mua 4 ngàn bán 5 ngàn. Dạ. Còn cái này là củ kiệu ha nội. Dạ này củ kiệu. Cái này nội mua bao nhiêu bán bao nhiêu? Cái này mua 38 bán 40 lời dạ. Ký 2 ngàn. Dạ. Giờ đào, một ngày là nội bán được khoảng 50 ngàn thôi. Đào có ba cuộc sống mà chưa biết cái lưng cong vòng này chú thấy không? Dạ. Khổ dữ lắm không dạ. Có tiền. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? Dạ 78 tuổi rồi. Dạ bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Mỗi ngày mỗi uống thuốc à. Dạ. Mới đi bệnh viện về cái tháng này mà không có tiền đi tái khám. Dạ. Rồi thôi rồi bỏ dậy cứ mua được thuốc cầm chừng uống à. Dạ ông nội chứ... còn không nội?
không nội không, còn không có chồng. À nội không có gia đình hả? Có nhưng mà thôi, ngày nay 40 năm rồi. Mà con của nội có không? Có một đứa một đi ở đợ rồi. Dạ. Thì nó bán về là nó lo một rồi ở nhà đó. Rồi nó bỏ ba đứa con nó nhà với vợ nó nhà nội nuôi. Dạ. Bằng vậy là lâu lâu nó gửi gì 1 triệu 2 triệu vậy đó. Dạ. Tháng 2 tháng vậy đó mua đồ ăn. Dạ. Bán vậy hàng ngày đó là mua cá tép hay là gì vậy đó ăn một bữa gạo thóc. Dạ. Gạo tụm tết này ta cho. Dạ. Không có mua. Dạ. Người ta thấy nội khó khăn quá đó. Dạ. Nên người ta mới còn cho nội. Dạ, đau quá rồi không có mận nổi á, về nhà nằm không à. Dạ. Không có mận gì trơn á. Dạ. Thì bữa nay ha, con dạ. Chia sẻ với nội nghe. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Dạ. Con sẽ thay mặt cô chú Phụng. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho nội một phần lì xì nha. Dạ, cảm ơn. Để cho nội để dành đó. Dạ. Nào mà đau ốm bệnh tật. Dạ. Mà có thể mua để uống thuốc giảm đau. Dạ, rồi cảm ơn cái nè. Dạ. Dạ, con thấy con có cái lưng đau. Dạ. Không vậy nó đau, biết dạ, nó không rồi. Vậy đó. Mà con thấy nội nói chuyện là gung gung rồi đó. Dạ, vì đi cho nó nặng vậy, cái bà đi nè. Dạ. Cái bà đi nó nặng vậy nè. Dạ, nặng cái body. Dạ. Lát nữa nội tặng cái này. Dạ. Thì hôm nay con sẽ xin phép cô chú Phụng. Dạ. Tặng cho nội 1 triệu. Dạ. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Dạ. Mừng lắm, về mua thuốc uống mừng lắm. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng cô chú Phụng. Dạ. Tặng cho dạ. Nội. Dạ, nội cảm ơn. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng dữ lắm. Dạ. Nội vui, có nhắn mừng dữ lắm. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Vậy thì nội cũng thành là cảm ơn. Dạ. Dạ, cô chú cụ bệnh áo phụ mà cho nội. Dạ. Cho tiền như vậy là mừng mừng lắm để dạ. Uống thuốc uống men. Dạ. Hết bệnh. Dạ. Nhưng vì rất đổi xa xôi chứ phải gần đây á thì dạ. Cụ đi qua bệnh tạ ơn tạ lễ nhưng mà giờ bên Mỹ. Dạ. Cụ đi ông nội giờ chết nay sống mai biết đâu được. Dạ. Ngày nay cụ còn bán với ngày mai biết cụ chết hay sao. Dạ bởi vậy. Bây giờ đâu có biết được con. Dạ đúng rồi. Ví dụ như lại lần này gặp cụ lại lần sau nhỉ. Cụ không ngồi đây là cụ chết rồi. Dạ. Ngủ đêm sáng ngày chết rồi. Dạ, nghe thương nội. Vậy rồi thành thật cảm ơn dạ. Mấy cụ ở bệnh nhân bộ dạ. Ủng hộ cho cụ. Cảm ơn nội. Anh có được đồng tiền đâu mà thuốc men như vậy cụ mừng dữ lắm. Dạ. Nội dạ. Cho con hỏi thêm một câu nha. Dạ. Nội có bên đạo Phật không? À, có. Dạ. Từ đó tới giờ nội có thích nghe kinh hay là nghe giảng pháp dạ, không? Dạ thích nghe. Nhưng mà nội có cái máy đi nghe không? Không có. Dạ. Bữa nay con xin mua, không có tiền mua. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn cậu nhiều. Dạ, nội lấy giùm con cái đi nội. Dạ dạ. Dạ. À, dạ không ha. Ở trong đó nè, ở trong cái ba lô con. Dạ. Cái này hả? Dạ đúng rồi. Cái đó. Này phải không cậu? Đó là cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Nó có sẵn ở trong đó hết trơn rồi. Cậu dạy giùm chứ nội đâu dạ. Có biết. Cái này hồi chút xíu là nội nhờ cái chị bán bún này nè. Nha, yeah, chỉ cho nội. Dạ. Nha. Yeah. Lát nữa là mà chỉ giùm nghe nghe mời. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn dữ lắm nha nghe. Dạ. Đó là chú Chí. Dạ. Dạ. Tặng cho nội. Cảm ơn chú Chí. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 72. 72. Bây giờ sức khỏe của ông ngoại như thế nào? Đúng rồi, bây giờ gắng bán nuôi hai đứa cháu nội. Dạ. Với hai mắt rồi ngày mai đi mổ rồi. À, người ta mổ miễn phí hả ông ngoại? Mà mổ bảo hiểm á. Dạ, ông ngoại cho con thêm tóc ra được không ông ngoại? À, vậy là tóc ngoại trắng hết rồi ha. Dạ. Mà ông ngoại có chuẩn bị tiền để chuẩn bị đi mổ chưa? Tính gắng bán bữa nay rồi đi mượn người ta đỡ. Dạ, ông ngoại tính mượn bao nhiêu mới đủ? Bây giờ chả nó nói mổ là 2 triệu á. Ủa tới 2 triệu luôn hả? Tới 2 triệu rồi con bộ cũng mình cũng khó dạ. Mà đủ á. Dạ. À, ông nội để dành được bao nhiêu rồi? Mới mấy trăm à. Dạ. Dạ. Rồi, mà bây giờ mắt mình thì không thấy rõ hay sao dạ. Ông nội? Thấy đây là nó không nhìn mặt được. Dạ. Bà nội còn không ông nội? Dạ còn, nhà dưỡng hai đứa cháu nè. Dạ. Thôi hôm nay gặp ông nội là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép cô chú Phụng là nhà hảo tâm ở Mỹ dạ. Tặng cho ông nội phần tiền dạ. Để cho ông nội đỡ được cái chi phí để đi mổ mắt nha. Của ít đồng nhiều. Dạ dạ, cảm ơn rất nhiều. Cô chú Phụng tặng cho ông nội 1 triệu dạ, dạ. Để cho ông nội đi mổ mắt vào ngày mai dạ. Cô chú ấy cũng chúc ông nội thành công nha dạ. Và sáng mắt nha. Cảm ơn chú qua để giúp đỡ dùm, cảm ơn. Dạ.
Bữa nay ông nội nhận được 1 triệu của cô chú Phụng thì ông nội cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm. Bây giờ đi hỏi người ta hỏi không được. Dạ đúng rồi, làm ăn khó khăn á. Dạ. Dạ, ông nội có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ cảm ơn tất cả trong gia đình, để cảm ơn mấy chú nhiều. Cảm ơn ông nội. Dạ. Dạ. Ở đây có một người đàn bà nội. Ông nội cho con hỏi thêm một cái nữa nha. Là ông nội có bên đạo Phật không? Không có, thờ ông bà thôi à. Dạ, con ông nội nhìn sức khỏe. Dạ. Dạ, phục hồi nha. Chúc ca mổ ông nội thành công ngày mai. Dạ, xin phép chào ông nội. Đó, quay phải nè. Còn chỗ không đi đứng được nào, bán bữa mấy chục tờ số nào. Dạ. Dạ. Dạ, con chào nội. Dạ. Nội, năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 78. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ sức khỏe mình như thế nào nội? Dạ thì đi đâu có được đâu, lết đi bằng ghế nè. Nội đi bằng cái ghế hả? À, bán bữa vậy 30-40 lỡ số. Dạ. Dạ. Sao nội bán ít quá vậy nội? Nó bán đi đâu có được đâu, bán nhiều ế sao ôm sao. Dạ. Mà nội bán vậy thì nội có lo cho ai không? Có mình nên à. Nội không có gia đình nè. Ông cháu ông gì chân. Nội không có chồng luôn hả? Không. Dạ. Mà sao ngày xưa mình không lấy chồng vậy nội? Có mà chết trần. Dạ. Rồi không có người con nào luôn. Không có thân nhân cô con cháu vậy. Rồi buổi sáng nội ra chợ bằng cách nào? Đi xe 40 ngàn. 40 ngàn về. Dạ. Ở đó lại đây có 1 cây số à. Dạ. Mà 7 viên không được người ta bồng lên xe. Dạ. Rồi người ta bỏ xuống. Dạ. Bằng đêm về 40. Ờ. Ừ. Rồi mà bán nội bán có 30-40 ngàn gì đâu có lời đâu. Rồi sao đủ ăn? Bán vậy vậy là người ta thương người ta cho. Chục 20 gì đó. Dạ. Ăn sáng về. Dạ. Dạ. Rồi buổi trưa với buổi chiều nội ăn cái gì? Ăn muối ớt. Trời ơi gì nghe thương dữ vậy nội. Ăn muối ớt luôn. Ăn muối ớt. Dạ. Nghĩa Ma Lóc á, con biết. Dạ. Nghĩa Ma Lóc à. Dạ. Rồi. Dạ. Ở thấy bị ăn muối ớt. Khổ quá, khổ vậy nè nội. Dạ. 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 Rồi hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép cô chú Phụng. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Thì nó biết nữa, bây giờ nếu mình được lì xì thì nội muốn mình được bao nhiêu? Thì nhà hảo tâm tâm cho mình nhiêu mình hưởng nhiêu. Dạ. Chứ đâu có đòi hỏi được con. Dạ. Dạ. Thì cái dạ. Thì hôm nay con sẽ xin phép cô chú. Dạ. Lì xì cho nội. Dạ. Một phần quà nha. Dạ. Là 1 triệu. Dạ, để cho nội có thể là thêm gì đó thì dạ, mua ăn. Dạ, hoặc lắm hoặc khi đau nhức thì nội có thể dùng đúng đó rồi. Để mua thuốc uống nha. Bảy mới giái nè, ai cho 10 ngàn, phải thêm 10 ngàn ăn tốn tiếu. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng. Dạ. Tặng cho nội nha. Dạ, cảm ơn nhiều nha con. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Ồ, mừng dữ lắm, ra nước mắt con thấy sao. Dạ, 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 xúc động. Dạ. Dạ. Rồi nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng? Dạ, nói nhắn gửi cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Nội cho con hỏi thêm một cái nữa nghe. Dạ. Nội có bên đạo Phật không? Dạ có. Mà từ đó tới giờ nội có thích nghe kinh hay là... Có chứ. Dạ. Nghĩa nó cho cô cái máy radio máy mà lớn vậy nè. Dạ. Kinh. Mà bây giờ nội còn nghe không? Còn. Dạ. Nếu còn cho tặng thêm cho nội một cái nội lấy không? Lấy. Con đề phòng cho nội nhiều dạ, khi nó bị dạ. Hư nha. Cái đó à. Dạ. Cái đó mà nghiêm. Con đang làm. Dạ. Dạ. Rồi bữa nay con sẽ xin chú Chí nha. Dạ. Tặng cho nội một cái máy nghe kinh Phật mới nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. 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 Chúc nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Ở đâu là có đâu kỹ. Dạ, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 72. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Dạ, mệt hoài bán vậy chứ nhiều khi xỉu vô chạm hoài. Dạ. Ngoại bán một ngày được bao nhiêu tờ? Dạ, một ngày 200 hả? Dạ, ngoại bán gì ngoại có lo cho ai không? Dạ, lo cho ông xã ông bệnh hoài. Dạ, rồi con cái của ngoại như thế nào? Con thì có đứa một mà nó cũng nghèo lắm. Dạ, ngoại dạ, mới đi bán vậy đó. Dạ. Rồi xỉu ta đưa vô trạm, đưa ngoại dạ. Vô trạm. Rồi dạ. ai trả tiền cấp cứu ngoại? Dạ hả? Dạ. Dạ. Thì có bảo hiểm, dạ. Không có trả tiền cấp cứu. Dạ. Hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép nha. Dạ. Là cô chú Phụng
là nhà hảo tâm ở tại Mỹ để tặng cho ngoại phần quà nho nhỏ nghe của đồng nhiều. Cô chú ấy chúc ngoại sức khỏe và muôn may bán đắt. Ngoại đếm xem cô chú tặng ngoại bao nhiêu. Bao nhiêu ạ? 500. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà thì ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, vui vẻ lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ, có nhắn gửi lời thăm chú Phụng, chú Phụng khỏe, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Mà cho con hỏi thêm một cái, ngoại có bên đạo Phật không? Dạ, đạo Phật. Dạ, mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Dạ, ham ở đó lắm mà không có tiền mua. Thì bữa nay là con thay mặt chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Con, cái này có biên sẵn cho ngoại ạ. Dạ, có sẵn trong đó rồi đó nội. Tôi chỉ cần bật qua một cái là nghe hả. Dạ, đây, đây là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại nha. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, nhắn lời thăm chú Chí, chú Chí dồi dào sức khỏe, mừng ăn phát đạt. Chúc ngoại gia đình sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ, rồi cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại chợ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của cô chú Phụng là em sẽ dùng tiếp 10 triệu của cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì em còn giữ của cô chú đâu đó là hình như là hơn 35 triệu nữa. Thì em sẽ xong tấm lòng cô chú. Ngoài ra thì em cũng sẽ xin phép anh Chí Nguyễn ở tại Mỹ là em đang quải trên đây là những cái máy nghe pháp, máy giảng kinh, thì em cũng sẽ xin phép anh Chí gửi đến cho những hoàn cảnh lớn tuổi theo như nguyện vọng của anh, kèm với phần quà của cô chú Phụng. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Xuân Hiệp chung với em. Đây là một trong những cái ngôi chợ mà em cũng chưa quay bây giờ. Thì thời điểm bây giờ em đến đây thì đâu đó khoảng 6:30 rồi. Cũng đúng là cái thời điểm mà đông đúc nhất ở những cái khu chợ của chú anh chị, nhất là những khu chợ quê như thế này. Như bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là em không có quay tặng quá nhiều người nữa, mà bây giờ là em chỉ ưu tiên những người già thôi. Nhưng nguyện vọng đa số nhỏ tâm là luôn đúng người già, người lớn tuổi, những người mà cái sức khỏe cũng như sức lao động là không hạn hẹp. Đây em thấy con một con người đang ngồi bán tốt mà được như chợ Xuân Hiệp, ấp Hồi Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, con chào bác. Bác ơi, bác bán gì vậy bác? Cốm gạo. Dạ, mình năm nay được bao nhiêu tuổi rồi bác? 71 rồi. Dạ. Bây giờ một bịch cốm này là mình bán bao nhiêu tiền bác? 20 ngàn. Dạ. Cái này là bác mua đi bán lại hay là bác làm? Ở nhà làm. Ở nhà làm. Một ngày mình bán cái này nếu mà hên hên thì được khoảng nhiêu bác? 200 mấy ngàn. Dạ. Đó là chưa trừ vốn ha. Trừ vốn rồi mình còn lại. Dạ. Mỗi chi phí hết thì 200 ngàn. Dạ. Bán vậy thì bác có lo cho ai không bác? Lo gia đình vậy. Bác gái còn không bác? Còn. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với bác nha. Bữa nay gặp bác là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép hai nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ, có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác, của ít đồng nhiều. Cô chú Phụng chúc bác giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt. Đây là tấm lòng cô chú tặng cho bác. Vậy cảm ơn chú nha. Cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ, bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Cũng vui. Như vậy là mình cũng được 2 ngày bán rồi. Dạ. Rồi chúc bác giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi mình tới chào bác. Ở đây thì có một cái trường tiểu học nè cô chú anh chị. Còn cái đường này là đường tỉnh 8 hay 9 gì mấy, nói chung ba con số mà em quên rồi.
thôi, mà có cái chuyện gì gọi trợ cho nghe. Đó ra đây là một cái trong những cái khu chợ xã mà em thấy người bán cũng như người mua khá là đông chứ. Này em bán bánh mì mini nè cô chú anh chị. Em đang đi ra cái khu vực ở bên ngoài này là chỗ ăn uống. Em coi chút xíu nữa em có duyên với hai bác đang bán vé số. Này hai bác đang bán cho khách ở đó, hình như em chưa tiện lại lắm. Đây thì bán gia vị đó cô chú chị, bánh kẹo cũng như nước kẹo khác. Đây cũng như chỗ bán quần áo. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của em là cái chợ này khá là đông đúc và cũng rất là dễ trong cái việc mua bán luôn. Đây có một cái dòng sông nè cô chú chị. Chào, chào anh chợ cá ha. Rồi, chợ cá Hoàng Dũng. Rồi, chúc anh mua bán đắt nha. Đây bán khoai nè cô chú anh chị. Đây như là cái cầu Xuân Hiệp. Đây là một cái ghe chở lá. Cô chú anh chị thấy dòng sông này cũng tương đối khá là rộng luôn rồi. Ở đây là bán khô, chùi lưng, bán cá, bán gà. Chắc ngoại đây cũng hơi lớn tuổi rồi, để hỏi một vậy câu. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại ngoại bán gì không ngoại? Bán me nè. Me hả ngoại? Dạ. Ngoại cho con xem mặt cái được không ngoại? Chi? Dạ ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Bảy mươi mấy rồi. Dạ bảy mươi mấy ngoại, 75 hay 79 ngoại? 72. 72. Dạ me này là của ngoại mua ở nhà hay hay ngoại đi hái? Dạ me nhà mướn ta bẻ. Dạ bây giờ một ký ngoại bán bao nhiêu ngoại? 50 hả? Dạ. Ghẻ vậy đó hả ngoại? Còn nếu bình thường nếu hết mùa me thì ngoại bán gì? Hết mùa me thì bán gà dịch ở nhà nuôi á. Dạ. Đám dỗ á. Dạ. Bán chợ bán. Dạ. Ghẻ gì cho nó có tiền hơn. Dạ. Có lời còn ta
ơn không có lời con ơi. Dạ. Như mình làm giùm ta. Dạ đúng rồi. Dạ mua đi bán lại thì không có lời nha. Mà ngoại bán như thế này thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Lo cho hai bà chị già. Dạ. Không có chồng con. Dạ. Vậy là ngoại có gia đình không? Có. Có dạ. Gia đình mà cũng khổ. Cái gì cha mẹ ở luôn, cha mẹ được hơn 100 tuổi mới mất. Dạ. Rồi bây giờ tới hai bà chị cũng ngã bệnh. Dạ. Rồi mà bà thì gần 80. Trời, giờ gần 80. Bà thì 80. Bà thì tỷ mấy nè. Dạ. Bà này nhỏ nhất hoạt động thấy mẹ luôn. Dạ. Em nuôi hai bà đó chứ còn sao. Dạ. Thì con cháu của ngoại thì lớn hết rồi hả ngoại? Lớn hết đi làm. Dạ. Của ngoại thì tại con kêu ngoại, ngoại xưng ngoại luôn. Dạ dạ. Mà được ba đứa cháu. Dạ. Đứa cháu ngoại, hai đứa cháu ngoại, gái không. Dạ gái không ạ. À? Còn trai thì cháu ngoại, bạn trai. Dạ. Mà ông ngoại còn không ngoại? Mất luôn. Dạ mất luôn rồi. Mất vào 2017. Dạ. Là bây giờ một mình ngoại là gồng gánh. Hai người chị là không có gia đình. Dạ. Từ nhỏ tới lớn luôn. Mà đang bị bệnh gì vậy ngoại? Bệnh mà phổi. Phổi. Mà một người bị tim. Tim. Dạ. Thì vất vả cho ngoại quá. Bởi vậy chợ gồng gánh có khi ở chợ này nè, người ta cũng thấy ngoại khổ vậy đó. Dạ. Người ta cũng cho gạo. Dạ. Mà bình thường một ngày ngoại bán cái này á, nếu mà bữa nào mà hên thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Dạ có nhiêu đâu con. Cũng có nhiêu chứ, ít chục ngàn ha. Có mấy chục ngàn không ạ? Ừ. Là một ngày thôi đó hen. Mà đâu phải mỗi ngày đâu, lâu lâu thì mướn tại bé mày. Dạ. Năm nay có trái xịt, có một cây một. Dạ, là bữa nào có thì mình mới bán nha. Có đi. Dạ, còn gà vịt thì nuôi phải bự thì mới bán. Ừ, hai gà vườn bán bảy bạc của. À, dạ. Vậy là ngoài hái thay rau thêm nữa ha. Ừ. Dạ. Rau này của bà này. Dạ. Bữa nay ngoài có nhiều đây. Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Dạ. Thì hôm nay dạ. Bữa nay con chia sẻ với ngoại như thế này nha. Ừ. Dạ. Ngoại đợi con chút xíu con, nha. Con từ đâu? Con thì cũng ở Vĩnh Long. Dạ hả? Nhưng mà con thì ở tại phường 9. Dạ hả? Dạ, chứ con không có ở dưới huyện này. Dạ. Thì hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép là cô chú Phụng là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Thì của ít lòng nhiều. Trời ơi, mấy ngoại cảm ơn con dữ lắm. Dạ. Nên mà con dạ. Mà chỉ nói thôi là ngoại cảm ơn dữ lắm rồi. Dạ. Cô chú Phụng sẽ tặng cho ngoại. Dạ. 1 triệu. Dạ. Cảm ơn dữ lắm. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi mừng lắm con. Dạ đây là 1 triệu của cô chú Phụng. Con có số điện thoại hay địa chỉ gì không mà dạ. Phải cảm ơn. Dạ gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Dạ nhưng mà tấm lòng của cô chú Phụng là cũng mong muốn á là cái phần quà này sẽ đỡ được cho ngoại cũng như là chị của ngoại trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Nhiêu cái me bà bảy? Dạ. À? Me này nè. Me này 30. Dạ. 30 cái me sống. Đâu me mắt gì vậy? Đâu mắt, đâu máy mình này. Dạ. Mì ngon quá mà. Dạ. Ngoại không cho con gì nữa. Dạ. Dạ chăm được anh chú ăn không? Dạ. Chú ăn ngọt bữa nay. Dạ. Mê này mê chua hay không ạ? Dạ. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà của cô chú Phụng ngoại cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm con. Dạ. Dạ ngoại có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với cô chú không? Cô chú dạ cô chú Phụng là tặng cho ngoại đó. Bây giờ biết nói gì hơn. Dạ. Cảm ơn mà nhà tài trợ. Dạ. Với nói vậy có thích vô nghe không con? Dạ dạ nghe cô chú sẽ xem. Cảm ơn cô chú nhiều. Được tấm lòng của ngoại. Cảm ơn suốt cuộc đời này. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một cái nữa. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh hay là thích nghe giảng pháp không? Có. Nhưng mà ngoại có cái máy đó không? Không có. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng. Dạ. Kinh Phật nha. Yeah. Dạ. Đây ngoại lấy giùm con một cái nha ngoại. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Ngoại nhắn gửi gì cho chú Chí không? Chú Chí hay không? Dạ chú Chí ở Mỹ. Nam Mô Di Đà Phật. Có mà nhà hảo tâm của chú Chí nha. Cảm ơn nhiều. Dạ, ngoại xúc động, thương ngoại lắm. Thôi ngoại giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ, và dạ, mua may bán đắt trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dạ, con xin phép nha. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, rồi con xin phép, chào ngoại.
Cháu tên Minh. Dạ. Thì có số điện thoại gì không? Kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Dạ. Nếu có duyên thì ngoại sẽ gặp con trên đó ha. Xin phép chào ngoại. Ủa. Dạ. Hình như là chắc ngoại cũng lớn tuổi rồi hả ngoại? Ngoại cởi khẩu trang con xem mặt cái được không? Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 72 rồi con. Dạ. Ngoại đang bán gì không ngoại? Ngoại bán gì nè con? Dạ. Bán rau không ngoại? Bán rau. Ngoại có mấy bó gì, mấy túi vậy thôi ha ngoại? Dạ, à, ngoại bán cái này là bây giờ hiện tại một bịch rau má là ngoại bán bao nhiêu tiền? 10.000 à con. Có 10.000 không ngoại? 10.000. Còn mà rau cần này ngoại? 5.000. Vậy là so ra nếu một nguyên một buổi chợ mà ngoại bán hết luôn thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Khoảng chừng 50.000 trở lại à con. Ít dữ vậy hả ngoại? Không có nhiều. Nhưng mà rau này cũng ngoại nhà hay ngoại đi hái? Trong nhà. Dạ. Ông ngoại ở nhà chồng. Dạ, là bữa nào có mới bán. Dạ, rồi 50.000 còn ngoại sẽ mua cái gì để ăn cùng gia đình ngoại? Mua cá con. Mua cá. Dạ. Mà ở đây ngoại có hay nhận được mấy cái phần quà của nhà hảo tâm không? Ít có lắm con. Dạ, mà con cái của ngoại lớn hết chưa? Lớn hết. Lớn hết nó rồi có hả? Có sự nghiệp hết. Dạ. À, đi làm ăn hết rồi. Dạ. Thì hôm nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ, một ngày có 50.000 à. Cũng quá. 50 rồi con. Dạ, cũng quá khó khăn luôn. Mua này kia. Dạ. Thì bữa nay là gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép hai nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ, sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ. Nhỏ nhỏ hả con? Để cho ngoại mua gạo ăn cùng gia đình, hoặc là mỗi khi có đau nhức gì đó ngoại có thể dùng nó mua thuốc để uống. Thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho ngoại 500.000. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Cảm giác hả con? Để cháu đặt kiểm dịch xong thì lại đi để mãi. Dạ. Mọi cảm giác vậy như thế nào khi mà mừng quá vậy con? Dạ. Mọi có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ có nhắn gửi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Chú Phụng được mạnh khỏe, được trăm năm. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một câu, ngoại có bên đạo Phật không? Ngoại đạo Phật rồi con. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh hay là có nghe giảng pháp không? Nghe kinh giảng pháp. Mà ngoại có máy không? Ngoại không có máy con. Dạ. Vậy thì bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nha. Dạ, tặng cái máy. Dạ, cái máy nghe giảng kinh Phật. Cái máy đi nghe giảng. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại. Ngoại lấy giùm con cái đi ngoại. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng quá con. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nhắn gửi chú Chí. Ngoại mừng quá. Dạ. Thì cảm ơn nhiều lắm. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Mua mai bán đắt nha con. Dạ. Con đi cũng mạnh khỏe nha. Cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Ngoại phải có bán gì con mới tặng cho ngoại được. Bây giờ nếu mà ngoại muốn nghe kinh Phật thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại một máy nghe kinh Phật thì được. À, ngoại thích cái máy ha. Ngoại năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi rồi chú ơi. À, sức khỏe bây giờ như thế nào ngoại? Đau bệnh uống thuốc mỗi ngày chú ơi. Rồi thôi con xin chú Chí ha, tặng cho ngoại cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Cảm ơn chú nhiều nha. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ không, thuốc nhất thì con không có. Vậy là cô bán có mấy trái cam vậy đó hả? Hình như cô mới lại phải không? Nãy con đâu có thấy cô. Sách đi dài dài á. Dạ, à, cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. 60, dạ. Cam này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Trên nhà đó. Dạ. Nó trồng cam năm nay nó khổ quá không có. Nó bị đẹp hả cô? Nó bị đẹp á, không có vô phân vô thuốc phải. Vậy nếu mà cô bán hết hai cái bọc này với trái đu đủ luôn thì được khoảng nhiêu tiền cô? À, cái này 10.000 bốn ký. 10.000 bốn ký mà ta, mà có 10.000 ha. Ờ dễ dữ vậy nè. Vậy là hết nguyên cái này cô được bao nhiêu tiền? Cái này chắc chừng vài chục ngàn vậy đó. Cái này 10.000, cái này 5.000, 15.000 rồi, cái này 5.000 nữa. Dạ. Nếu mà vậy là có 20.000. Mà sáng giờ cô bán được bao nhiêu tiền rồi? Bán nhiều này chưa có mới sách đi. Vậy là một ngày thì chỉ cần 20.000 thôi là cô đủ sống rồi hả? À, đúng. Cô sống như thế nào với 20.000 cô nói con nghe thử đi cô. Cái này thí dụ mà mình bán ít á, bán nhiều á thì mình ăn nhiều, bán ít thì mua ít vậy đó. Dạ bây giờ thí dụ như bán hết được 20.000 thì cô sẽ mua cái gì cô? Mua cá. Mua cá.
Dạ, mua cá rồi gạo đâu ha, cô không mua hay cô? Gạo thì mua mấy bữa trước vậy đó, bán một bữa mua cá, bữa mua gạo. À dạ, cũng khó khăn quá trời. Mà cô bán gì thì cô có lo cho ai không? Có, ở nhà có hai ông bà. Dạ, là ba mẹ cô? À, không có, có mình với em đi sẵn. À dạ, còn con cái gì đâu cô? Con cái thì nó cũng đi làm á. Dạ. Hai đứa con nó đi làm. Dạ. Dạ, con hiểu hoàn cảnh của cô rồi. Cô có hai bó cam, một trái nè. Dạ rồi. Nước cô bán rồi cô góp cho nha. Dạ. Dạ. Cô góp hết chỗ từng chỗ hết nhiều. Thì có 5 ngàn. Dạ. Thì hôm nay chia sẻ với cô, gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép là cô chú Phụng là hai nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cô một phần lì xì nho nhỏ, củ ít lòng nhiều để cho cô mua gạo ăn cùng với gia đình. Thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho cô. Vậy hả? Thì thôi cảm ơn chú nha. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Cô có nhắn gửi gì với nhà hảo tâm không? Cảm ơn nhà hảo tâm nhiều nha. Đã giúp cho mình. Thật lòng cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ. Chúc cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Dạ. Con xin phép cho cô nha. Dạ. Từ đó giờ em đâu có quay chợ này đâu. Đi không hỏi gặp người còn mới rồi á. Gặp con mới à, Tân An luôn hen. Dạ. Ủa về chuyện con gặp nữa. Dạ. Dạ chào chị. Bác năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi bác? Dạ hôm nay 76 tuổi à. Dạ, con mời ông nội qua đây à. Dạ. Bây giờ một ngày thì ông nội bán được bao nhiêu tờ? Dạ bán có 120 tờ. Dạ, bây giờ sức khỏe ông nội như thế nào? À, sức khỏe thì ông thì cũng bữa bệnh thì bán được rồi, ông bệnh nhức đầu là nhiều nhất. Dạ, ông nội cho con xin tóc cái đi ông nội. Dạ, ông nội bán như thế này thì ông nội có lo cho ai không? Dạ, có hai vợ chồng già. Dạ, con cái lớn hết rồi không nội? Dạ, có thằng con mà nó ở riêng. Dạ, bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi ông nội? Bà nay 73. 73 rồi, dạ. Con làm gì nổi không ông nội? Không có mặn chân gần, nó bán món quán đó, cà phê nước đá. Rồi dạ. Giờ trường học, ngay cửa trường học tới người trường học bây giờ người ta cho vô bán hết rồi mình bán được. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Rồi hôm nay thì gặp ông nội là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép hai nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho ông nội phần quà nho nhỏ nha. Dạ, dạ cảm ơn. Của ít đồng nhiều. Dạ. Cô chú ấy chúc ông nội giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua may bán đắt nha. Với tấm lòng của cô chú. Dạ. Thì cô chú tặng cho ông nội 400 ngàn. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Bữa nay ông nội nhận được phần quà này, ông nội cảm giác như thế nào? Dạ, tôi ở Hòa Lộc, ở đây Đà Nẵng có cái trường học. Dạ, ông nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ, tôi nhắn bạn với chồng cháu ơi, cảm ơn với cô chú Phụng. Dạ. Tôi rất cảm ơn. Cảm ơn ông nội. Ông nội cho con hỏi thêm một cái nữa nghe, ông nội có bên đạo Phật không? Dạ, đạo Phật. Dạ, mà ông nội từ đó giờ có thích nghe kinh hay nghe giảng pháp dạ, không? Dạ, cũng có. Nhưng mà ông nội có cái máy không? Dạ, ông nội có cái cháu nó có mua cái máy cũng có để nghe. Dạ mà cái máy còn nghe không ạ? Dạ nghe. Dạ. Nghe tối giờ nào cũng nghe kinh. Dạ. Muốn nghe kinh Phật thì mình đọc để kinh Phật, còn dạ. Nghe kinh bên đạo cao đài á thì dạ. Có rồi. Ông nội giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ, dạ mua mai bán đất. Dạ. Xin phép chào ông nội nghe. Dạ. Nói gửi lời thăm con chú nha. Dạ, cảm ơn ông nội. Dạ. Dạ. Mới đi viện về. Ngoài đợi con chút xíu.
đâu. Nội cứ bán đi nội. Dạ, nội bán xong đi rồi con hỏi nội ha. Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi. Dạ, ngoại cởi khẩu trang con xem mặt cái được không? Dạ. Bây giờ sức khỏe không ngoại? Đi bệnh viện nhiều. Dạ. Tới 6-7 bệnh lần. Mày bị bệnh gì vậy ngoại? Đủ thứ bệnh hết trơn, mới đi nằm viện về. Dạ. Rồi bây giờ một ngày thì ngoại bán được bao nhiêu tờ? Có mấy chục tờ à. Dạ. Chia người ta. Dạ. Ngoại bán như thế này á thì ngoại có lo cho ai không? Có mình à, ổng mới mất được năm mấy rồi cái đi bán giấy số nè. Dạ. Chứ hồi đó giờ con không có bán. Dạ. Còn con cái của mình như thế nào ngoại? Con nó đi làm cũng vất vả lắm. Dạ. Đứa nào cũng khổ hết trơn á. Con dạ. Người nhà trọ rồi nữa. Có ba đứa à. Ngoại ở nhà trọ hả? Không có, mấy đứa con. À. Rồi ngoại mới vừa bệnh vừa qua thì tiền đâu để mình nhập viện ngoại? À, có bảo hiểm tốn có mấy trăm nè. Dạ. Rồi mấy đứa cháu nó cho đứa 100-200 vậy đó. Dạ. Hồi đó ông bệnh cũng vất vả dữ lắm. Dạ. À, cái đám từ thiện mà lúc mà dịch bệnh á, người dạ. Họ cho. Dạ. Người nào họ cũng cho hết. Dạ. Đó, thành ra là bây giờ khổ dữ lắm con ơi. Dạ. Hai ngoài bán có mấy chục tờ rồi. Biết ngoài khó khăn lắm rồi. Nhưng cái tay giờ nó rung vậy nè, rung dữ lắm. Dạ, bị rung hả? Cô bán chút xíu là cô phải đi chăm cứu, đi chút không hòa bình đó. Dạ, chăm cứu hết bao nhiêu tiền rồi? Chăm cứu có 10.000 à. 10.000, còn ngoài bán lời có mấy chục ngàn, không phải mua gì để ăn ngoài? Trời, ăn bậy bạ, mấy đứa này nó cho nè, cũng như cháo đồ này kia nó cho đồ ăn, ăn ít lắm, cô ăn ít lắm. Dạ, ở chợ cũng nha, tao thấy ngoài khó bệnh khăn lắm, với ơi. Bệnh, thành ra là hỗ trợ. Dạ, thì hôm nay con chia sẻ với ngoại ha. Bữa nay gặp ngoại là cái con duyên. Mắt hai con luôn á. Giờ ngoại thấy rõ không ngoại? Thấy mờ mờ. Dạ, thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Con sẽ thay mặt cô chú Phụng là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Cô chú Phụng hả? Cô chú Phụng ở dạ. Mỹ. Dạ, cô cảm ơn cô chú ở bên Mỹ. Dạ, thì cô chú ấy cũng chúc ngoại phục hồi sức khỏe trong khoảng thời gian gần nhất. Mà đâu có biết ở đâu đâu mà tìm, nhiều khi dạ. Quê cô ở đâu á mình cũng đâu có biết. Dạ. Chỉ cần là mình cảm ơn vậy là nhà. Chỉ cần là mình là nhà hà, cảm ơn nhà hảo tâm vậy là nhà hảo tâm cũng vui lắm rồi. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe, cô chú Phật sẽ tặng cho ngoại bao nhiêu đây? Dạ. Ngoại đếm giùm con xem được bao nhiêu? 500. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà thì ngoài cảm giác như dạ. Thế nào? Mừng lắm, bán dạ. Ha, bao nhiêu ngày chưa được bao nhiêu nữa. Tại dạ. Vì ngày có mấy chục ngàn chia mấy bả vậy nè. Dạ. Dạ. Thôi cô cảm ơn với để kính lời thăm cô chú ở bên Mỹ. Cảm ơn cho khỏe. Dạ. Ngoài cho con hỏi một câu nữa nha. Ngoài có bên đạo Phật không? Bên đạo Phật. Dạ, mà từ đó đến giờ ngoài có thích nghe kinh hay là thích nghe giảng pháp? Tối nghe kinh á, hôm tới 2-3 giờ mới ngủ được. Dạ. Nghe cái mà ngoài có cái máy không? Không có cái máy. Bữa nay con sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại. Chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Nha. Yeah. Dạ. Dạ đây. Em chỉ phát ở ngoài chợ thôi, còn hoàn cảnh cá nhân ở trong nhà em không có hỗ trợ được. Đây là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại. Dạ. Thầy người có đầy đủ. Dạ có kinh, người có cục sạc, có dây sạc đầy đủ hết. Này của chú Chí. Dạ đúng rồi. À, cảm ơn chú Chí nha. Dạ. Dạ chúc ngoại. Chú ở bên Mỹ. Dạ chú Chí cũng ở Mỹ luôn. Dạ. Chúc chú ở bển mà ăn không có tiền gì vậy ăn mà. Mấy người cảm ơn ngoại, chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Chú tấm lòng cho ba nhà hảo tâm nha. Dạ. Ăn cái này không? Biết ăn cái này không? Rồi, chào ngoại. Dạ, con chào nội. Dạ. Nội bán gì vậy nội? À, nội bán rau củ nè nội ha. Bữa kiếm về là được 50 ngàn đủ một ký uống à. Kiếm có 50 ngàn nha nội. Dạ, lời ít lắm 1 kg lời có 1.000 bạc à. Dạ. Bánh mì mua 4.000 bán 5.000. Dạ. Còn cái này là củ kiệu ha nội. Dạ, này củ kiệu. Cái này nội mua bao nhiêu bán bao nhiêu? Cái này mua 38 bán 40 lời dạ. Ký 2.000. Dạ. Giờ đào, một ngày là nội bán được khoảng 50 ngàn thôi. À, đào dạ. Có quá cuộc sống này chưa biết cái lưng cong vòng này chú thấy không? Dạ. Khổ dữ lắm không dạ. Có tiền. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? Dạ 78 tuổi rồi. Dạ bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Mỗi ngày một uống thuốc à. Dạ.
mới đi bệnh viện về cái tháng này mà không có tiền đi tới khám. Dạ. Rồi thôi rồi bỏ vậy cứ mua thuốc cầm chừng uống à. Dạ, ông nội chứ... còn không nội? Ông nội còn không có chồng. À nội không có gia đình hả? Có nhưng mà thôi ngày nay 40 năm rồi. Mà con của nội có không? Có đứa một đi ở đợ rồi. Dạ. Mình đâu bán gì là nó lo một rồi mình ở nhà thôi. Rồi nó bỏ ba đứa con nó nhà với vợ nó nhà nội nuôi. Dạ. Bằng vậy là lâu lâu nó gửi gì 1 triệu 2 triệu vậy đó. Dạ. Tháng 2 tháng vậy đó mua. Dạ. Đồ ăn. Dạ. Bán vậy hàng ngày đó là mua cá tép hay là gì vậy đó ăn. Dạ. Một bữa gạo. Dạ. Thóc. Dạ. Gạo tụm tết này ta cho. Dạ. Không có mua. Dạ. Người ta thấy nội khó khăn quá đó. Dạ. Nghe người ta mới không cho nội. Dạ, đau quá rồi không có mận nổi về nhà nằm không à. Dạ. Không có mận gì trơn á. Dạ. Thì bữa nay ha, con. Dạ. Chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Dạ. Con sẽ thay mặt cô chú Phụng. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Để tặng cho nội một phần lì xì nha. Dạ, cảm ơn. Để cho nội để dành đó. Dạ. Nào mà đau ốm bệnh tật. Dạ. Mà có thể mua để uống thuốc giảm đau. Dạ, dạ, rồi cảm ơn cái nè. Dạ. Dạ, con thấy mình có cái lưng nè. Dạ. Không gì nó đau, biết dạ, nó không rồi. Gì nữa. Mà con thấy nội nói chuyện là gung gung rồi đó. Dạ, này, đi cho nó nặng kia cái bà đi nè. Dạ. Cái bà đi nó nặng vậy nè. Dạ. Nặng cái body. Dạ. Lát nữa nội tặng cái này. Dạ. Thì hôm nay con sẽ xin phép cô chú Phụng. Dạ. Tặng cho nội 1 triệu. Dạ. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Dạ. Mừng lắm. Về mua thuốc uống mừng lắm. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng cô chú Phụng. Dạ. Tặng cho. Dạ. Nội. Dạ. Nội cảm ơn. Dạ. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng dữ lắm. Dạ. Nội vui có nhắn mừng gửi. Dữ lắm. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Vậy thì nội cũng thành là cảm ơn. Dạ. Dạ. Cô chú cụ bệnh áo phụ mà cho nội. Dạ. Cho tiền như vậy là mừng lắm để. Dạ. Uống thuốc uống men. Dạ. Hết bệnh. Dạ. Nhưng vì rất đổi xa xôi chứ phải gần đây á thì. Dạ. Cụ đi. Đi qua bệnh tạ ơn tạ lễ nhưng mà giờ bên Mỹ. Dạ. Cụ đi ông nội giờ chết nay sống mai biết đâu được. Dạ. Ngày nay cụ còn bán với ngày mai biết cụ chết hay sao. Dạ bởi vậy. Bây giờ đâu có biết được à con. Dạ đúng rồi. Ví dụ như lại lần này gặp cụ lại lần sau nhỉ. Cụ không ngồi đây là cụ chết rồi. Dạ. Ngủ đêm sáng ngày chết rồi. Dạ nghe thương nội. Vậy gọi thành thật cảm ơn. Dạ. Để cho cụ ở bệnh heo bộ. Dạ. Ủng hộ cho cụ. Cảm ơn nội. Anh có được đồng tiền đâu mà. Quốc men như vậy cũng mừng dữ lắm. Dạ. Nội cho con hỏi thêm một câu nha. Dạ. Nội có bên đạo Phật không? À có. Dạ. Từ đó tới giờ nội có thích nghe kinh hay là nghe giảng pháp dạ, không? Dạ thích nghe. Nhưng mà nội có cái máy đi nghe không? Không có. Dạ. Bữa nay con xin mua. Không có tiền mua. Bữa nay con xin chú Chí ở Mỹ tặng cho nội một cái máy nghe giảng. Dạ. Kinh Phật nha. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Nội lấy giùm con cái đi nội. Dạ dạ. Dạ. À dạ không ha. Ở trong á nè. Ở trong cái ba lô con. Dạ. Cái này hả? Dạ đúng rồi. Cái đó, này phải không cậu? Đó là cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Nó có sẵn ở trong đó hết trơn rồi. Cậu dạy giùm chứ nội đâu. Dạ. Có biết. Cái này hồi chút xíu là nội nhờ cái chị bán bún này nè. Nha. Yeah, chỉ cho nội. Dạ. Nha. Yeah. Lát nữa là mà chỉ giùm nghe nghe mời. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn dữ lắm nha nha. Dạ, đó là chú Chí. Dạ. Tặng cho nội. Cảm ơn chú Chí. Dạ. Nhưng mà vì rất đổi xa xôi quá nội không có đi bệnh được. Dạ. Chứ phải như Vĩnh Long, Sài Gòn á. Gán đi. Cảm ơn nội. Gán đi nhưng mà hỏi bị xà quá đi. Dạ. Không được. Rồi. Thôi nhà hảo lắm thiệt á. Dạ, thì nhà hảo tâm chúc nội. Dạ. Sẽ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn bạn đắc nhiều may mắn. Cảm ơn. Thôi về nội cũng chúc con bình an mạnh khỏe ha. Cảm ơn nội. Về bệnh con ở lời với mấy người đó. Dạ. Mấy lần nội cảm ơn dữ lắm. Cảm ơn nội. Nội là chị 2 tuổi tí. Dạ. 77, 78 tuổi đó. Dạ. Rồi, tết phải... này nữa là 79. Dạ. Còn 2 tuổi nữa là 8 rồi. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn nha. Chúc mừng tuổi của nội nha. Dạ, 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 xin phép con đi nha. Để nội gửi. Dạ. Cái này của anh. Dạ, đó. Được. Nội cảm ơn nhà hảo tâm là được rồi. Dạ. Nhưng nội cảm ơn dữ cảm lắm. Cảm ơn tấm lòng. Dạ. Của nội. Dạ. Nhưng mà về con về bệnh con nói lời với mấy người đó. Dạ. Nói là cũng như ở bên Mỹ xa quá nội đi không được. Dạ, dạ. Chứ phải Vĩnh Long, Sài Gòn nội cũng gán đi lên nè tạ ơn. Cảm ơn nội. Nhưng mà giờ bên Mỹ con thấy làm sao nội đi được. Dạ, dạ. Bằng tiền bạc không có rồi bệnh hoạn rồi đấy. Cụ lên như vậy thì đâu có đi được. Dạ, dạ, được, không sao. Dạ, cảm ơn con nhiều lắm, con nhớ chuyện lời giùm nha. Cảm ơn nội. Nội cảm ơn tới chết luôn á. Dạ, cảm ơn nội. Tới chết rồi cũng mang theo à. Dạ, nội giữ sức khỏe nha.
Dạ. Rồi con cũng vậy nha, nhớ về những lời giùm mấy người đó giùm nha. Dạ dạ. Nói gì bà nói xa quá bà đi không được. Dạ. Nhưng mà ở Sài Gòn Vĩnh Long quá là tao đi dạ, tới dạ, đi. Con hiểu rồi. Thôi con xin phép chào nội con đi nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, chào tạm biệt nội. À, dạ, cảm ơn nha. Dạ. Nhớ những lời giùm nha. Dạ. Nói bà ở gần nha thì nội đi. Dạ 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 con nhớ. Xa quá đi không được. Dạ dạ. Con chào nội. Mỹ sao đi. Dạ. Còn mày đi tao đi được. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, con xin phép chào nội. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 62 tuổi. Dạ, bây giờ một ngày cô bán thì bao nhiêu tờ? Dạ, bán có 100 tờ. Cô bán gì, cô có lo cho ai không? Dạ, nhà cửa có mình là sống mà thiếu nợ thứ nào nữa chú ơi. Cô không có gia đình hả? Dạ, chồng chết 12 năm rồi. Con lớn chưa? Có đứa con một, nó có chồng, theo chồng rồi. Dạ. Đây anh. Rồi giờ hiện tại cô bệnh gì vậy? Dạ, bị huyết áp chứ bị rối loạn tầng quần não, mấy gà nghỉ không có bán. Dạ. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Con sẽ xin phép cô chú Phụng là nhà hảo tâm ở Mỹ nha, tặng cho cô phần quà nhỏ nhỏ để cô mua gạo hay là mua thuốc ha, để mình uống nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho cô để cô mua thuốc hay mua gạo nha. Dạ, cảm ơn. Đến nay cô nhận tâm, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nhiều đây chứ tuy gần của chú nhỏ chứ của tôi lớn lắm. Dạ. Cảm ơn cô. Chú cô giữ sức khỏe nha. Dạ. À, xin phép chào dạ, cô nha. Chào mừng bác tá. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 72. 72. Bây giờ sức khỏe của ông ngoại như thế nào? Đúng rồi, bây giờ gan băng nuôi hai đứa cháu nội. Dạ. Với hai mắt rồi ngày mai đi mổ rồi. À, người ta mổ miễn phí hả ông ngoại? Mổ bảo hiểm á. Dạ, ông ngoại cho con thêm tóc ra được không ông ngoại? À, vậy là tóc ngoại trắng hết rồi ha. Dạ. Mà ông ngoại có chuẩn bị tiền để chuẩn bị đi mổ chưa? Tính gắn bán mua này rồi đi mượn người ta đỡ. Dạ, ông ngoại tính mượn bao nhiêu mới đủ? Bây giờ chảy nó nói mổ là 2 triệu á. Ủa tới 2 triệu luôn hả? Tới 2 triệu rồi con bộ cũng mình cũng khó dạ. Mà đủ á. Dạ. Ông nội để dành được bao nhiêu rồi? Mới mấy trăm à. Dạ. Rồi, mà bây giờ mắt mình thì không thấy rõ hay sao ông nội? Thấy đây là nó không nhìn mặt được. Dạ, bà nội còn không ông nội? Dạ còn, nhà giữ hai đứa cháu nha. Dạ. Thôi hôm nay gặp ông nội là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép cô chú Phụng là nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ. Tặng cho ông nội phần tiền. Dạ. Để cho ông nội đỡ được cái chi phí để đi mổ mắt nha. Của ít đồng nhiều. Dạ dạ, cảm ơn rất nhiều. Cô chú Phụng tặng cho ông nội 1 triệu. Dạ dạ. Để cho ông nội đi mổ mắt vào ngày mai. Dạ. Cô chú ấy cũng chúc ông nội thành công nha. Dạ. Và sáng mắt nha. Cảm ơn chú qua để giúp đỡ dùm, cảm ơn. Dạ. Bữa nay ông nội nhận được 1 triệu của cô chú Phụng thì ông nội cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm. Bây giờ đi hỏi người ta hỏi không được. Dạ đúng rồi, làm ăn khó khăn á. Dạ. Dạ, ông nội có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ cảm ơn tất cả trong gia đình để cảm ơn mấy chú nhiều. Cảm ơn ông nội. Dạ. Dạ. Ở đây có một người đàn bà nội. Ông nội cho con hỏi thêm một cái nữa nha. Là ông nội có bên đạo Phật không? Không có thờ ông bà thôi à. Dạ, thôi ông nội dừng sức khỏe. Dạ. Dạ, phục hồi nha. Chúc ca mổ ông nội thành công ngày mai. Dạ, xin phép chào ông nội. Đó có bà mà bà không có đứng bên ngoài, bà hộ chỗ ngay góc đó. Để chùm bà bây giờ đi, con nghiệp bà. Anh dẫn chẳng anh chỉ đi. Dạ, dạ, dạ. Bà đi không được. Dạ. Em trai. Cái này cái kênh gì đăng ký bắt chị coi? Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh hả? Dạ. Đi dạ, ẩm dạ. Đi đứng không được ẩm mà. Để em đi từ từ tới, cảm ơn mấy anh. Để em đi từ từ tới. Dạ. Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? À 78. Dạ. Dạ. Còn bây giờ sức khỏe mình như thế nào nội? Trời
thì đi đâu có được đâu, lết đi bằng ghế nè. Đó đi bằng cái ghế hả? À, bán bữa 30-40 lỡ số. Dạ, dạ. Sao mà bán ít quá vậy nội? Nó bán đi đâu có được đâu, bán nhiều ế sao ôm sao. Dạ, mà nội bán vậy thì nội có lo cho ai không? Có mình anh à. Nội không có gia đình nè. Không cháu, không gì chân. Nội không có chồng luôn hả? Không. Dạ, mà sao ngày xưa mình không lấy chồng vậy nội? Có mà chết trần. Dạ, không có người con nào luôn? Không có thân nhân cô con cháu vậy. Rồi buổi sáng nội ra chợ bằng cách nào? Đi xe 40 ngàn. 40 ngàn? Về. Dạ. À, ở đó lại đây có 1 cây số à. Dạ. Mà 7 giờ không được, người ta bồng lên xe. Dạ. Rồi người ta bỏ xuống. Dạ. Mình đi về 40. Ờ. Ừ. Rồi mà bán, nội bán có 30-40 ngàn gì à, đâu có lời đi. Rồi sao đủ ăn? Bán lại vậy là người ta thương, người ta cho. À. À, 10-20 gì đó. Dạ. Ăn sáng, về. Dạ. Dạ. Rồi buổi trưa với buổi chiều nội ăn cái gì? Ăn muối ớt. Trời ơi, gì nghe thương dữ vậy nội. À. Ăn muối ớt luôn. Ờ, ăn muối ớt. Dạ. À, dạ. Nghĩa mà lắm á, con biết dạ. Nghĩa mà lắm à. Dạ. Rồi. Rồi thấy bị ăn muối ớt. À. Khổ quá, khổ gì nè nội. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Dạ. Bữa nay gặp nội là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép cô chú Phụng là hai nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Thì nó biết nữa, bây giờ nếu mình được lì xì thì nội muốn mình được bao nhiêu? Lì xì nhà hảo tâm tâm cho mình nhiêu mình hưởng nhiêu. Dạ. Chứ đâu có đòi hỏi được con. Dạ. Dạ. Thì cái dạ. Thì hôm nay con sẽ xin phép cô chú lì xì cho nội một phần quà nha. Là 1 triệu. Dạ, để cho nội có thể là thèm gì đó thì mua ăn. Dạ, hoặc lắm hoặc khi đau nhất thì nội có thể dùng đó để mua thuốc uống nha. Bảy mới giấy nè, ai cho 10 ngàn, bảy thêm 10 ngàn ăn tốn chiếu. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng. Dạ. Tặng cho nội nha. Dạ, cảm ơn nhiều nha con. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Ồ, mừng dữ lắm, ra nước mắt con thấy sao. Dạ, à, dạ, dạ xúc động. Dạ. Dạ. Rồi nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng? Dạ, nói nhắn gửi cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Nội cho con hỏi thêm một cái nữa nghe. Dạ. Nội có bên đạo Phật không? Dạ có. Mà từ đó tới giờ nội có thích nghe kinh hay là có chứ. Dạ. À, Nghĩa nó cho cô cái máy radio máy bài lớn về đàn. Dạ. Kinh mà bây giờ nội còn nghe không? Còn. Dạ. Nếu còn cho tặng thêm cho nội một cái nội lấy không? Lấy. Con đề phòng cho nội nhiều. Dạ, khi nó bị. Dạ. Hư nha. Cái đó à. Dạ. Cái đó mà ghim con đang làm. Dạ. Rồi bữa nay con sẽ xin chú Chí nha. Dạ. Tặng cho nội một cái máy nghe kinh Phật mới nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Chúc nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Anh gì đang phải nhắc nhở. Con thì tên Minh. Dạ. 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 Ở đâu là có đâu kỹ. Dạ, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ, 72. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Dạ, mệt hoài bán vậy chứ nhiều khi xỉu vô chạm hoài. Dạ, ngoại bán một ngày thì bao nhiêu tờ? Dạ, một ngày 200 mà. Dạ, ngoại bán gì ngoại có lo cho ai không? Dạ, lo cho anh xã ông bệnh hoài. Dạ, rồi con cái của ngoại như thế nào? À, con thì có đứa một mà nó cũng nghèo lắm. Dạ, ngoại mới đi bán vậy đó. Dạ. Rồi xỉu ta đưa vô trạm, đưa ngoại vô trạm. Rồi ai trả tiền cấp cứu ngoại? Dạ hả? Dạ. Có bảo hiểm. Dạ. Không có trả tiền cấp cứu. Dạ. Rồi hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép nha. Dạ. Là cô chú Phụng là nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Để tặng cho ngoại phần quà nho nhỏ nghe. Dạ. Của ít đồng nhiều. Dạ. Cô chú ấy chúc ngoại sức khỏe và muôn may bán đắt. Dạ. Ngoại đếm xem cô chú tặng ngoại bao nhiêu. Bao nhiêu ạ? 500. Dạ, bữa nay ngoại nhận được phần quà thì ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, vui vẻ lắm. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ, có nhắn gửi lời thăm chú Phụng khỏe, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Dạ. Mà cho con hỏi thêm một cái, ngoại có bên đạo Phật không? Dạ, đạo Phật. Dạ, mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Dạ,
ham ở đó lắm mà không có tiền mua. Thì bữa nay là con thay mặt chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Cái này có pin sẵn cho ngoại. Dạ có sẵn trong đó rồi đó nội. Thôi chỉ cần bật qua một cái là nghe hả. Dạ đây. Đây là tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại nha. Và nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ nhắn lời thăm chú Chí. Chú Chí dồi dào sức khỏe, mừng ăn phát đạt. Chúc ngoại gia đình sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ, rồi, cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ. Cô năm nay mình bao nhiêu tuổi thưa cô? Năm bà, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Được 150. Cô bán gì thì cô có lo cho ai không? Cô không có chồng con hả? Có chồng con, bỏ mấy chục năm, 4-5 năm rồi. Con của mình thì đâu rồi cô? Theo cha nó không có lo cho cô. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Con sẽ xin phép cô chú Phụng tặng cho mình 15 kg gạo nha. Bổ ích lòng nhiều. Chúc cô giữ gìn sức khỏe nha. Và mua may bán đắt với tâm lòng của cô chú nha. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cũng mừng, vui lắm. Cô có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Cô gửi lời thăm chú Phụng. Cảm ơn chú Phụng giúp đỡ cho cô. Cảm ơn cô. Dạ, xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ không, thông cảm con chỉ hỗ trợ người lớn tuổi thôi. Dạ. Nó lấy ra đi con hướng dẫn cho. Nó bỏ cái cục sạc này vô đi nội. Kinh kinh. À đây nãy giờ móc không thấy. Quá nha kinh. Cái này bỏ vô như nội. Dạ. Quá nha. Nội. Nó nhấn cái này nè, nó nhấn qua. Nó gạt qua đi nội. Vậy hả? Dạ. Nó đẩy qua. Đẩy qua dạ. Dạ. Trái đèn là lên rồi nè nội. Cái vậy đây nhà mình nghe kinh Phật. Dạ đúng rồi. Nội tắt thì nội nhấn lại. Đó. Dạ cái này là đang niệm Phật. Còn nó muốn nghe giảng kinh thì nó nhấn mấy cái nút đen đen như này. Dạ, dạ. Nhấn cái nào cũng được. Nhấn cái thôi rồi nội chút xíu. Còn tắt thì mình tắt vậy. Dạ tắt thì mở ngược lại. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là mình. Rồi thôi nội giữ sức khỏe nha. Dạ. Chúc con mình khỏe mạnh khỏe. Cảm ơn nội. Lâu lâu lại thăm nha. Dạ. Cái gì vậy? Gạo. Các cô chú anh chị thấy bây giờ là quầy á chặn theo hiền. Dạ. Mình nói xấu. Dạ. Và không chặn mẹ ở mình mà. Độc thân. Hình như bị khuyết tật hả? Dạ không có. Chứ một con cha mẹ. Sao hình như thấy anh nó hơi cái lưng nó hơi bị nghiêng nghiêng hả? Dạ. Có, anh có bị gì không? Dạ không. Tại. Dạ. 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 Cha mẹ cũng mất sớm. Dạ, thông cảm em nha. Nay em hỗ trợ người lớn tuổi. Dạ. Cho cô xin thêm cô đi tái khám được không con? Thêm cô đi tái khám. Ngoại khám là ngoại hết bao nhiêu tiền? Thì đi xe lên thành phố. À ngoại khám lên Sài Gòn hả? Chứ ngoại không khám đây hả? Tại vì bệnh bữa hổm á rồi nó chuyển đi á. Rồi bây giờ ngoại thường thường mà một lần ngoại đi là hết bao nhiêu tiền? Đi tiền xe có 200 mấy. 200 mấy? Dạ. Đi về hết 500. Dạ đi về 500. 120 vé. À. Còn như ăn uống chắc cũng rất giả. Dạ. Thôi con xin cô chú Phụng tặng cho ngoại thêm 200 nha. Dạ. Dạ được không ạ? Được nhiêu thì mận nhiêu. Dạ. Thì đây là cô chú Phụng hỗ trợ cho ngoại thêm tiền xe nha. Dạ, cảm ơn. Đi khám bệnh nha. Dạ. Dạ. Tiền xe hết 500 rồi. Dạ rồi. Rồi thôi con chào ngoại nha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô chú bữa nay. Dạ. Nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ con chào nội. Dạ. Nội nó bán gì vậy nội? Dạ nó bán có hai nẻ chuối hả nội? Sao nó bán ít dữ vậy nội? Lớn đi Sài Gòn mà nặng quá bán bớt. Dạ mới đi. Dạ nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 87 tuổi rồi. 87 tuổi. Bây giờ sức khỏe nó như thế nào nội? Được. Dạ chúc mừng nội. Mốt khám ra. Dạ. Khám mình đến luôn không rồi. Dạ. Bây giờ một nải chuối cao này nó bán bao nhiêu? Nải này 12 ngàn, nải này
19.000. Dạ, là có 21.000 thôi. 21.000 thôi. Ngày nó bán có 2 nải vậy thôi hả nội? Ba nải rồi. Bán được nải rồi. Dạ, ba nải mà bán được nải rồi. Đi Sài Gòn á. Dạ, mà nó đi Sài Gòn làm gì? Nó khám bệnh hả? Mỗi sáng đi lấy thuốc khám bệnh lần. À, nửa tháng đi một lần. Bán cho chú đi. Dạ. Rồi. Đây bán cho chú mua. Dạ, bà ông nội còn không bà nội? À, qua đời cũng 14 năm rồi. À, qua đời 14 năm rồi. Con cái của nội lớn hết chưa? Ở Sài Gòn hết, không có ở đây. Dạ. Rồi hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Con thay mặt cô chú Phụng là hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ tặng cho nội một phần lì xì nho nhỏ nghe. Của ít đồng nhiều. Cô chú ấy chúc nội giữ gìn sức khỏe và muôn may mắn đắt. Dạ. Thì đây là tấm lòng cô chú Phụng tặng cho nội nha. Nội đếm giùm con ra được bao nhiêu? Có lý quá trời. Nhóc nha. Nó chịu à. 8. Dạ bao nhiêu ạ? 8. 8. Dạ 8 là 800 phải không ạ? Dạ. Cô chú Phụng. Nội có tiền đi rồi. Nội có tiền đi Sài Gòn rồi. Cô chú Phụng tặng cho nội đủ 1 triệu. Trời ơi sao mà hên quá vậy, dạ. Gặp nhà từ thiện. Bữa nay mà nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Vui lắm. Dạ, nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Chú tên Phụng hả? À dạ, cô chú Phụng ở Mỹ tặng cho nội. Dạ. Rồi chúc chú Phụng làm ăn phát đạt. Dạ. Chúc mạnh luôn dạ. Cảm ơn nội. Chúc 100 tuổi. Dạ. Chú Phụng ở tiểu bang nào? Dạ, tiểu bang Cali. Cali dạ, Nam Cali. Cali. Việt Nam lắm. Dạ. Trời sao nội gần dữ vậy nội? Việt Nam. Dạ. Sao nội gần ở bên Mỹ dữ vậy? Nghe đài đốm rồi. Nghe đài ha. Chút. Dạ. Dạ, nội cho con hỏi thêm một cái nữa nghe. Nội nội bên đạo, nội có bên đạo Phật không? Nội là bên đạo Phật. Dạ, mà từ đó tới giờ nội có máy nghe kinh hay là máy giảng pháp không? Không có, nội là rảnh gì đọc không à. Dạ, nhưng mà nội có thích nghe không? Có nghe trong radio rồi đó. Dạ. Bữa nay con sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. À, dạ. Nói nghe chú má tôi 95 tuổi rồi, bà nằm chỗ là có nghe được không? Dạ. Dạ không được, gặp mặt con mới gửi được. Má tôi 95 dạ. Tuổi, tôi đang nuôi nhà mà. Đây là tấm lòng của chú Chí. Dạ, tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Có cái bản sử dụng trong này gì chỉ không? Dạ, nội chỉ cần mở ra nữa, bật qua cái là mình nghe. Dễ nghe lắm, cái này nó dạ. Là cái tôi chỉnh rớt tiền. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà thì nội cảm giác như thế nào? Ừ, vui lắm. Dạ. Nội nhắn gửi gì với chú Chí người đã tặng cái mình cái máy không? Máy nghe kinh Phật không? Cái này cái máy nghe kinh Phật đây không? Dạ đúng rồi. Ủa chú Chí, cảm ơn chú Chí. Chú Chí vậy bà gửi lời cảm ơn chú Chí. Dạ. Chú Chí ở Cali phải không? Dạ dạ không, chú Chí ở bang tiểu bang khác nữa. Dạ. Dạ. Thôi nội giữ gìn sức khỏe nha. Cali phải không? Dạ đúng, của cô chú Phụng tặng nội 1 triệu là bên Cali. Chú Chí nữa. Dạ chú Chí thì cũng bên Mỹ nhưng mà ở tiểu bang khác. Dạ. Bà gửi lời cảm ơn hai chú đó, dạ. Ở hai tiểu bang. Dạ. Nội giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Bà hy vọng bà sống tới 90 tuổi đó. Dạ. Bà 95 tuổi rồi, bà nằm chỗ à. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 67. Rồi, thôi để con xin chú Chí tặng cho cô. Rồi cô. Có cho bà cụ nhà không? Dạ con không có cho giùm được ha. Dạ, chỉ có gặp mặt con mới gửi thôi. Dạ. Chú Chí tặng cho cô nhắn gửi gì với chú Chí không? Rồi tôi thay mặt má nói cảm ơn chú Chí mạnh khỏe. Cảm ơn cô. Vạn sự như ý nghe chú. Dạ, chúc cô ngoan bán đất nha. Chào nội nha. Khoan, để con đi xem cái đã. Máy nghe hay gì chú? Máy đó máy nghe hay gì? Dạ máy nghe kinh Phật. Ừ. Nãy là em đã thấy bà nội rồi. Bà nội rồi. Dạ, con chào nội. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 7 tuổi rồi con. Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Khỏe không đời, bà cụ bệnh nhiều lắm, bị khớp á. Bị khớp hả nội? Bị khớp nằm liệt luôn là 11 tháng. 11 tháng lần hả nội? 11 tháng. Trời ơi, nó nằm lâu dữ vậy? Bữa nay cụ mới đi bắt được hôm Tết tới giờ đó. Dạ, là mới có mấy tháng nay ha. Mấy tháng nay à. Dạ, bây giờ nội còn đau nhức gì không? Dạ. Ngồi hồi cái này anh ghê nè. Dạ. Mấy cái này mà một ngày mà nội bán, nội trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu nội? Ở 50 rồi con. Ít dữ vậy hả nội? Ít lắm, mà đều mà làm để sống. Dạ. Con hiểu rồi. Ông nội còn không nội? Chết lâu rồi. Dạ, con... con cái của mình thì còn không nội? Dạ, riêng tư hết trơn. Dạ, ở riêng hết rồi ha. Dạ.
hôm nay gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép cô chú phụng là hai nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho nội một phần lì xì nhỏ nhỏ nghe, để cho nội khi mà đau nhức nội có thể dùng đó để mua thuốc uống, hoặc là nội có thèm cái gì thì nội có thể là mua ăn, thì cô chú phụng sẽ tặng cho nội 1 triệu. Dạ, bữa nay thì nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Dạ, đây là 1 triệu của cô chú phụng tặng cho nội. Cảm ơn. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với cô chú không? Cô chú nói lời nội cảm ơn nhiều. Dạ. Nội cho con hỏi một cái nữa nghe, nội có bên đạo Phật không? Dạ. Và từ đó tới giờ nội có máy nghe pháp hay là máy giảng kinh không? Nội cũng có nghe, nhưng mà hồi lúc nội bệnh nội niệm Phật dữ lắm. Dạ. Đang lặng trong cho mình đi được á. Dạ. Lúc đó nội nằm một chỗ đi không được. Mà nội có máy không? Hả? Nội có cái máy gì nghe không? Cũng có cái máy, nhưng mà nội chỉ niệm Phật bằng miệng thôi. Dạ. Bữa nay con sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha, cũng như là niệm Phật ha. Anh dạ. Tên gì vậy anh? Tên gì vậy? Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội. Chúc nội phục hồi sức khỏe nghe. Này thuốc à? Dạ không, cái máy nghe giảng kinh Phật. Cái máy hả? Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Gặp là cái duyên. Dạ. Tại vì cái máy này cũng khó có gặp được lắm. Dạ, nội nhắn gửi gì với chú Chí không? Nội cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn nội, chúc nội phục hồi sức khỏe nha. Và mua mai bán đắt này nữa, mình xin phép cho nội. Dạ không, con đâu có dám cho thuốc. Tại vì thuốc mỗi người mỗi bệnh khác nhau mà. Uống bậy bạ chết con luôn. Khương. Khương Nhật Minh. Dạ. Dạ không phải cái máy nghe giảng kinh Phật, chứ không phải dầu. Dạ. Dạ. Quay cho hai chồng này khổ lắm chứ. Dạ không có. Già con mới hỗ trợ, chứ trẻ trẻ con không có gửi được. Vậy già nó làm chút chút. Chú ơi, khổ nó làm chút. Cái nhỏ này nó mù là chú. Nó mù nó không thấy được. Năm mấy tuổi rồi. Nhưng mà chỉ làm công việc gì? Làm ở nhà có làm gì đâu. Không thấy đường hả? Ừ, không thấy đường. Dạ. Yeah. Cho vô chỗ nào ngồi đi, để người ta đi xe tới đụng hết kìa. Dạ không cảm con, người lớn tuổi không mới gửi được. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Mà 60. Một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Bán có 100 tờ. 100 tờ. Máy về cô có lo cho ai không? Có lo cho cháu con nhóc hết trơn. Nãy giờ con thấy cô cũng đi theo con nhiều lần rồi đó. Thôi bữa nay con xin phép cô chú phụng tặng cho cô 10 kg gạo nha, cô ít lòng nhiều nha. Dạ. Giờ đây là tấm lòng cô chú phụng tặng cho cô. Hôm nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Cô có nhắn gửi gì với cô chú phụng không? Gửi cho ông cùng mạnh khỏe, khỏe và ăn phát đạt. Cảm ơn cô, chúc cô mùa mai bán đất nha. Cảm ơn. Xin phép chào cô. Tuổi rồi đó chú, cũng không đó. Rồi, chào chị. Dạ. Này chào chị hay chào cô đây không biết nữa. Dạ, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 57 tuổi rồi. 57 tuổi. Dạ. Cô bị bẩm sinh từ nhỏ luôn hay sao ạ? Mà mở chính nhỏ. Dạ. Dạ. Là bị bệnh gì mình mới không thấy à? À mà lựu đạn nổ quá. Mần cỏ mà trúng lựu đạn. Dạ. Trời, thê thảm dữ vậy cô. Dạ. Dạ, vậy là cô có gia đình không? Không. Dạ. Mình từ đó giờ cô sống bằng cách nào vậy cô? Sống ở với mẹ. À là mẹ lo ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ nữa. Thôi bữa nay thì con còn 300 ngàn. Ha. Dạ. Thì con sẽ thay mặt cô chú Phụng ở Mỹ tặng cho cô cái phần quà nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Của ít lòng nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Cô có muốn ăn gì thì cô có thể là dùng nó để cô cảm ơn, ăn nha. Cảm ơn chú nha chú. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng cô chú Phụng tặng cho cô. Dạ. Với con sẽ xin chú Chí ở Mỹ tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Nha. Dạ. Để cho cô có thể là niệm Phật nha. Dạ. Dạ. Đây tấm lòng của chú Chí tặng cho cô cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Cảm ơn chú chú. Dạ. Chúc cô gia đình sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Xin phép chào cô nha. Dạ. Hết tiền rồi bà con ơi. Tạm biệt bà con. Dạ hết tiền rồi.
đi cái cũng hết chợ rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy em cho thì cũng hơi nặng tay phải không ạ? Tuy nhiên thì em có chia sẻ với cô chú anh chị á, là nhiều cái hoàn cảnh nhiều khi mình chỉ gặp được một lần trong đời thôi. Thành ra là bây giờ là em gửi thì nó cũng hơi nhiều một chút để cho nội ngoại có thể là mua thuốc hoặc là đi điện xe như cô chú anh chị bây giờ có thể nghe được đó. Đây hình như ngày xưa không biết có cái bến phà ở đây không mà sao nhìn thấy cái bờ này khá là hôm nay mát dữ cô chú chị ha. À vậy là bến phà bên kia cái phà cây. Nghiệp nội không? Ngày nữa chú cao mà thôi nó về luôn. Nói chung những hoàn cảnh lớn tuổi thì em đã gửi hết rồi. Còn những hoàn cảnh tầm 60 mấy thì vẫn còn vài hoàn cảnh. Ở chợ Xuân Hiệp này cô chú anh chị thấy có một cái căn biệt thự nổi bật cực kỳ ha. Chợ nhóm rất là nhanh cô chú anh chị, khoảng 7:30 cái tan chân rồi. Phát cơm chay miễn phí từ 7:00 tới 9:00 sáng ngày 14-15 âm lịch. Dạ rồi, thì em sẽ xin phép kết thúc video thôi. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của cô chú Phụng đã hỗ trợ 10 triệu đến với những hoàn cảnh lớn tuổi khó khăn ở tại chợ Xuân Hiệp. Kể từ đó là cảm ơn tấm lòng của anh chị nhà Tâm Mỹ đã hỗ trợ những cái máy giảng pháp tại đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà hảo tâm sẽ gặp nhiều cái thuận lợi trong cuộc sống công việc của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.